Hello, xin chào anh em ha. Hôm nay mình đang có thời gian rảnh ha, giấc tối mình đã chốt đơn và gói hàng cho anh em những cái mã mà quốc tế mà video đợt trước mình đã quay hết rồi ha. Và đây bây giờ mình sẽ giới thiệu anh em vài mã quốc tế Tết nay tha hồ mà lì xì ha. Rồi, Venezuela mệnh giá 2 năm 10 20 50 100 và 500. Vu Bolivar ha, 2 đô Bolivar nè anh em. Bộ này thì bộ cũ lạm phát ha. Bộ này thì 7 tờ. 7 tờ nha anh em. Đây, mình sẽ review cho anh em xem 7 tờ đây. Bộ đầu tiên ha, mình lấy cái bộ đầu tiên Venezuela ha. Rồi mặt sau đây, mặt sau toàn là chim thú. Bộ này thì bây giờ mình xả cho anh em 70.000 ha, 7 tờ. Anh em lưu ý ha, ship ship code 30.000 là tổng 100.000 là bao ship. 100.000 bao ship thì coi như là có 7 tờ 70.000 thôi. Anh em lưu ý giúp mình ha. Rồi, đến mã thứ hai. Mã thứ hai thì mình sẽ quay một bộ Campuchia ha, Campuchia xưa nha anh em. Đây, 579 ha. Đây, Campuchia xưa cũng 79 luôn nè. Mình sẽ quay từng tờ cho anh em xem nè. Đó, đây mặt sau. Đó, một tờ. Đây, đây là mã hai nha anh em. Bộ Campuchia à, bộ này thường là 2, 4, 6, 7, 9 tờ rồi anh em. Bộ này thì anh em nào lấy thì mình để cho một 9 tờ, 9 tờ 150 ha. Bộ này 150 nha anh em. Campuchia xưa chứ không phải Campuchia bây giờ, chỉ có cái tờ này là hiện tại là còn sử dụng ha. Rồi mình sẽ quay nha. Đó, mặt sau mình sẽ quay cho anh em xem. Đây tờ này, mặt sau đánh cá ha. Tờ này, tờ nào cũng dạng xưa, có tờ này là mới ha. Rồi đến tờ này, bộ này thì 150.000 thì nói chung là giá quá rẻ. Giờ cho anh em lưu ý ha, cái khổ này thì rất là to ha. Đây, còn đây là con trâu 500 ria xưa ha, mặt sau rất là đẹp, có bóng chìm ha. Bóng chìm là hình một cái đầu của Phật ha. Đây, và tờ 1.000, 1.000 mặt đá. Mặt đá này có bóng chìm hình cô gái ha. Và có cái bảo an luôn ha. Đây là cái kim bảo an nha mọi người. Bóng chìm, nói chung bóng chìm. Bóng chìm này có màu nữa nè, màu rất là đẹp ha. Chiếu 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 á nè, anh em nhìn kỹ là sẽ có màu ha. Hình cô gái ha. Đây là 1.000 ria mặt đá nha anh em. Nó có để nè, mil ria. Rồi, bộ này 150.000 mà là mã 2 ha. Rồi mình sẽ quay cái mã ra 3 là cũng bộ Campuchia xưa. Có một tờ Winbot và một tờ Đức xưa nha anh em, Nhật xưa cũng có luôn. Nói chung là tổng hợp. Bộ này 2 4 6 8 10 tờ. Rồi, mình sẽ quay từng tờ ha. Đây là 50 S gì đó. Nói chung là thuộc năm 1950 ha. Tờ tiền của Đức. Đây là tờ tiền của Đức 1950 nha mọi người. Mình nhớ như vậy đó. Rồi, bốn tờ này là bốn tờ của Nhật xưa ha. Bộ này thì 150.000 luôn. Bốn tờ của Nhật xưa nè, bốn tờ sen ha. Rồi đến hai tờ Campuchia. Năm 1979 ha, hai tờ 979. Rồi có một tờ này là 1975 ha. 1975 nha mọi người. Tiền Campuchia 1975. Đây. Loại này 575 là tiền của Bon Bot ha. Rồi đây là Campuchia luôn, Campuchia luôn. Loại này thì mình đã quay cái video trước rồi nè. Anh em nhìn rất là đẹp ha. Bóng chìm cũng hình cái đầu Phật luôn. Cái này cũng vậy luôn ha. Loại này Campuchia xưa ha, cái khổ rất là to nha mọi người. Đây mình sẽ cho mọi người xem nè. Cái khổ rất là to nè, 2 đô Singapore nè. Đó. Khổ rất to luôn. Nó to hơn cái tờ 2 đô Singapore mà. To hơn cái tờ mặt đá luôn ha. Cái tờ 500 này to hơn mặt đá luôn nè. Nhưng mà cái tờ mặt đá nó hơi dài hơn chút xíu thôi. Rồi, đến bộ thứ ba thì mình sẽ quay cái bộ này. Bộ này nha anh em. Mình sẽ quay cái bộ này. À, 1, 2, 3. 1, 2 và 3 nha ha. Bộ này là một... bộ này thì 70.000, bộ này 150, bộ này 150. Mình sẽ quay cái bộ này luôn. Bộ này cũng 150.000 gồm
đây là cái giữa video. Giữa video thì mình sẽ quay giá cũng rẻ hơn ha mọi người, giá rẻ hơn ha. Đây là 15 tờ quốc tế xưa, lộn, tờ quốc tế chứ không có xưa nha anh em. Đây quốc tế nè, sẽ quay từng tờ cho anh em xem là 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. Ủa sorry, mình đếm lại ha, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 tờ. Rồi mình sẽ quay 15 tờ này cho anh em xem ha. 15 tờ này anh em nào lấy thì mình để 150.000 luôn, thì nói chung dưới hai cái bộ này mình sẽ làm cho nó điều giá ha. Đây mình sẽ quay mặt trước mặt sau cho anh em xem nè. Một cái cam nè, một cam Beware nè, con này là của Congo ha, Suriname, Angola. Rồi đây là hai tờ của năm tư xưa ha, một tờ 5 triệu nè, 5 triệu dina nha anh em, 5 triệu dina ha. Và rồi này 100 dina ha. Đây là tiền của Lào, ba cô gái. Đó, đây là Bangladesh ha, Myanmar, Venezuela nè. Cái loại này thì mình biết ha, nè nó để nè, Hutan nè, hình con phụng ha. 15 tờ 150.000, đây là mã 4 ha. Đây là mã duy nhất, là 15 tờ duy nhất ha, mã 4. Mình sẽ sắp xếp là mình ghi mã số, anh em nào lấy thì cứ liên hệ với mình ha. À, cái mã này là cái mã cuối cùng, mã này thì mã cuối cùng ha, mã này thì mười mấy tờ quốc tế nè. Đây là dạng polymer ha, còn dòng ở đây là toàn là loại giấy không à. Mã cuối cùng mình sẽ quay polymer cho anh em xem ha. Rồi đến một mã này, mã này gồm 10 tờ, 1 2 2 tờ 54 ha, 3 4 5, 3 tờ in, 3 tờ sinh nhật ha, 1 tờ Đức, 2 4 6. À, mã này gồm có 9 tờ thôi nha anh em. 9 tờ này, 9 tờ thì mình để anh em 150.000. Anh em đừng có nói mắc ha, riêng cái tờ Bonbot này nè, trên tất cả các shop là trên 100.000 một tờ. Đây 1975 ha, Bonbot tiền 575 75 575 nha anh em, tiền của Bonbot ha. Mình nhớ thoáng như vậy đó anh em. 575, hình như 579 tầm mấy gì đó là mới giải phóng là sử dụng cái tiền kia ha. Đó, đây là cái tiền Bonbot nè, đây là tiền Đức nè, đây là tiền Nhật nè, 54 nè, Campuchia xưa nè, Bonbot nè. Rồi. Mã này gồm 9 tờ thôi ha. Mã 5 có cái tờ Bonbot ha. Bên đây cũng có tờ Bonbot ha. Cái mã 3 với mã 5 là có tiền Bonbot nha anh em. Mình chỉ có hai tờ thôi, mình ghép vô bộ bán 150.000 một bộ nè. Mã này mã 4 là 15 tờ. Rồi cái mã cuối cùng, cuối cùng thì mình điểm sơ qua ha, 2 đô Singapore nè, loại này bằng polymer ha, tiền mới 100% nha anh em. Loại polymer này là số tiền mới hết. Đây là 10 đô Hồng Kông ha, loại này là loại mới ha, rút thép không á. Paraguay, Romania, polymer nha, chứ không phải cái này mình quay mặt sau cho anh em xem ha. Paraguay ha, loại này bằng polymer nè, rất là đẹp. Rồi loại này của Runi Nicaragua, polymer luôn ha. Từ Runi này để mình quay mặt sau cho anh em xem ha. $1, $1 nha anh em. Madiver, hình sáng ốc, mặt này thì hình có cầu thủ đá banh ha, và đây là giống dạng như múa hát rồi đó. Madiver này hình như là vùng biển Zambia ha, có hình con đại bàng. Rồi Nicaragua, còn đây là hai đô Guinea luôn,
cái nước gì Guni gì nè anh em, Nikagawa nè. Những loại này thì polymer hết ha. Để một phòng mình đếm có bao nhiêu tầng ha. Nigeria ha. Bộ này thì đắt ha anh em. Bộ này anh em nào lấy thì để cho để mình đếm số tờ đi. Mình sẽ nói giá cho anh em. Bộ cuối cùng là bộ 10 tờ polymer nè, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 tờ. 11 tờ này mình lấy 400.000 bao ship cho anh em ha. 11 tờ polymer 400.000 bao ship. Mã cuối dành cho em anh em nào xem đến tận cuối video ha. Rồi, video này mình kết thúc tại đây. 1 2 3 4 5 6 6 mã nha anh em. Rồi xin chào.